À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của người Việt Channel và thưa quý vị hôm nay là thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2024 trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và xin chào tiến sĩ Đinh Trung Quân từ miền Nam Cali trước hết xin chào quý khán giả của người Việt Channel xin chào anh Hoàng Bách từ Houston và tôi từ Nam Cali dạ vâng xin chào anh quân và thưa anh và thưa quý khán giả dường như là tình hình thế giới mỗi ngày nó dồn dập nó đưa ra nhiều cái biến cố à, lớn quá mà không biết là có xảy ra những cái điều gì đáng tiếc không à, thưa anh ví dụ như ngày à, bữa nay thì trung quốc phản đối bà tiêu mỹ cầm bà tiêu mỹ cầm trước đây là đại sứ giống như là đại sứ đại diện cho đài loan tại hoa kỳ và bà cũng tham dự cái lễ nhậm chức của tổng thống joe biden và sau này thì bà về bà ứng cử bà trở thành là phó tổng thống của anh ông lại thanh đức tức là ông bây giờ là tăng tổng thống đó tháng năm này họ mới nhận chức nhưng mà bà nói là bà đi qua hoa kỳ là vì bà nhận một ít đồ đạc với đồ đạc bà còn ở đây bà đi với tính cách cá nhân mà trung quốc thì phản đối lên tiếng phản đối dữ dội lắm dù là cá nhân hay là ly chuyện chung mà, mà tới mà tiếp xúc với các chính giới của hoa kỳ là họ lấy giá họ và ngăn ngừa đó là cái điều anh thấy cái quyền tự do của con người cũng bị đe dọa phải không thưa anh <laughs> không tôi tôi thì thấy đó Trung Quốc họ có một cái chính sách rất là đặc biệt đặc biệt là ở chỗ nào quý vị thấy ông thủ tướng Ấn Độ thăm một cái tỉnh của Ấn Độ mà cũng bị là phản đối thì việc cái việc phản đối mà bà phó tổng thống đi qua bên này nó là bình thường tại sao chính sách của Trung Quốc là không khi không có vấn đề họ gọi là thành có vấn đề rồi từ đó họ tranh chấp cũng như tại biển đông biển đông tới bây giờ có bao giờ mà Trung Quốc mà nắm đâu nhưng mà bây giờ họ kêu lên họ viết cái đường chín đoạn tự nhiên là có tranh chấp tại biển đông thì ở đây Trung Quốc lúc nào cũng vậy nghĩa là đây là một cái chính sách từ lâu tới giờ Trung Quốc lúc nào cũng có không có vấn đề thành vấn đề khi thành vấn đề rồi họ ngồi họ cái bàn rồi nói là thôi uh, cũng như mình thấy đối với Philatelan có bao giờ bãi cạn nghĩa là Scarborough là của Trung Quốc đâu nhưng mà họ gây lên thành vấn đề bây giờ họ đòi nghĩa là Philatelan ngồi phải nghĩa là thương thuyết với Trung Quốc đó là một cái chính sách gọi là tôi thấy không phải là dám man nhưng mà đây một chính sách là ăn cướp ăn cướp mà nghĩa là dưới cái hình, hình thức của một người mà là, 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 là hoàng nhưng mà thật ra là anh cướp. Vâng, trả dạ. là... Thưa anh, là cái chính sách của Trung Quốc á, họ cho rằng cái gì của ta là của ta. Còn cái gì của các ngươi mà đang tranh chấp thì ta xảo luận. <laughs> nên... Đúng, đúng, đúng. đúng <laughs> đó đúng, đó đúng là cái gì của Trung Quốc. À, thưa anh, đó là nói về ở Trung Quốc và bà Tiên Mỹ Cầm nói về Đài Loan nói về cuộc chiến ở Ukraine thì mấy ngày hôm nay đó à, à, máy bay không người lái tấn công vào các kho dầu chứa dầu của Nga rất là nhiều làm cho nổ cháy là những những cái đơn vị mà coi như những cái địa phương đó mà là chứa dầu lớn đó đều bị hết á là cái điều này cũng là một cái điều thành công cho Ukraine một cái nữa là đức giáo hoàng tuyên bố là Ukraine cần có dũng khí để có thể là cầm cờ trắng, cần có dũng khí. Thì sau cái lời tuyên bố đó, anh biết là cái phản ứng tranh cãi rất là nhiều. Ngay cả đại đại diện của Tòa Thánh Vatican ở Ukraine cũng được triệu hồi để mà phản đối. Thì sau đó, một cái vị hồng y mà coi như là quốc bộ Khanh lên tiếng để mà coi như điều chỉnh lại, điều chỉnh lại là cái quốc gia nào mà xâm lăng ukraine thì quốc gia nó vẫn nâng chiến đầu tiên nhưng mà dường như là cái cơn, cơn bắt mãn nó ừ. vẫn còn ầm ĩ bằng cớ là ông sito tan được là tổng thư ký của nato cũng lên tiếng là chúng ta sẽ dùng nọa nỗ lực để hỗ trợ cho ukraine bây giờ thưa anh nói về mỹ đó thì anh biết là quốc hội của hoa kỳ ngày hôm qua có cái cuộc điều trần của các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ mà họ nhấn mạnh đó, họ cái trật tự của thế giới đối với Mỹ bây giờ nó rất là mỏng manh và nó rất là nguy hiểm cái điều mà các cái cơ quan tình báo nhắc nhở đó là trước nhất phải viện trợ cho Ukraine bởi vì Ukraine thua đó thì Nga họ sẽ lắng chiếm các nước ở Âu Châu cả NATO và lúc đó Mỹ sẽ tham chiến và đặc biệt ngày hôm nay thì ông Putin ông ra lệnh là cho đưa gần tới biên giới của Phần Lan và Thụy Điển và lực lượng quân đội của Nga cũng tập trung ở ở gần biên giới thì thưa anh đó là sự đe dọa bởi vì Phần Lan và Thụy Điển là hai quốc gia mới vào gọi và là thành viên của NATO trong khi đó thì ở bà về giám đốc về tình báo quốc gia cũng cảnh báo đó cái cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas nếu không kìm lại không thì nó có thể lan rộng cũng khá nguy hiểm đó là những cái cảnh báo mà giới tình báo cho quốc hội biết đó là nếu mà chúng ta không viện trợ cho Ukraine thì sẽ làm Ukraine có thể mắc vào tay của Nga đã đành rồi mà làm cho các cường quốc kẻ thù của Mỹ đó họ thấy là mình không trung thành hay mình không không có không có chân tình tức là không có tạo tin tưởng cho các đồng minh đó thì có cường quốc khác như là Trung Cộng hoặc là Ireland, họ sẽ lắng lên và họ cứ gương đó nó rất là quan trọng khi mà Mỹ bỏ Ukraine cho nên các cái giới tình báo họ cho cái nhận định thưa anh với cái tình hình thế giới ngày hôm nay nó mong manh quá xin anh cho nhận định mời anh quý vị biết đó khi mà tổng thống Joe Biden lên đó thì đây nó là một cái ông ta đã tụ họp được các nước để có thể đương đầu với lại những cái tình huống mà rất là mới mà những cái tình huống mới là cái gì là khi mà nga xâm lược ukraine và trung quốc hâm dọa đài loan hiện giờ đó quý vị thấy là ở bên âu châu đó cái mà gọi là nato họ mạnh hơn. Cái thứ hai nữa là tại Á Châu các cái nghĩa là liên minh của nhiều nước đã đứng lên để có thể đương đầu với Trung Quốc được. Tại Âu Châu hiện giờ đó tôi thì tôi thấy là thế này. Mới đây ngày hôm qua đó Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ đưa sẽ viện trợ thêm 300 triệu cho Ukraine. 300 triệu đó thì nó không thấm thía gì hết. Nhưng mà người ta quên một cái đó là lần đầu tiên Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Ukraine các hòa tiến ATCMC, CMS là những cái hòa tiến không... Trước đây Hoa Kỳ có viện trợ cho Ukraine nhưng mà những cái hỏa tiến đó là nghĩa là xưa còn bây giờ đó là những cái hỏa tiến bắn xa hơn 300 cây số thì đây nó là một cái chuyện mới cái thứ hai nữa đó là quý vị thấy đó là khi mà viện trợ như vậy đó thì Âu Châu đó họ cũng viện trợ tiệp khác Pháp Đức họ viện trợ thêm đạn dược được bỏ tiền ra mua thêm đạn dược gửi thêm 600 000 viên đạn cho 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 Ukraine vì đây nó là một cái chuyện cũng mới nữa mà lần đầu tiên quý vị thấy là hiện giờ đó quốc hội pháp đó đã thông qua cái bản nghĩa là hiệp ước giữa Ukraine và pháp để vấn đề mà nghĩa là bảo đảm an ninh cho Ukraine đây nó là cũng cái là một cái cố gắng thì mình thấy có nhiều cái nguy hiểm thật nhưng mà cái cố gắng là Âu Châu họ vươn lên là một cái thứ hai nữa là bên phía Á Châu đó thì người ta cũng có cái liên minh càng ngày càng mạnh mà tự nhiên mà phía Tân mà dám đứng lên chống Trung Quốc đó thì nó là mình thấy là trước hết là cái gì dưới thời đi tuạt tê đó làm quá bệnh đi theo uh, Trung Quốc rốt cuộc cũng không được gì hết thì bây giờ đó phí là Tân nó có một cái chính sách nghĩa là mạnh mẽ hơn và như vậy đó họ vẫn dám đứng lên để nghĩa là đương đầu với 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 Trung Quốc thì đây nó là một cái chuyện là có bao giờ cũng có nguy hiểm hết nhưng mà thật ra cái nguy hiểm đó nó là ở phía trong ra nghĩa là từ Hoa Kỳ ra từ Đảng Cộng Hòa ra không chịu ủng hộ đó thì một ngày nào đó không chịu ủng hộ Ukraine ấy, thì một ngày nào đó phải đương đầu với nga trực tiếp tại vì nga họ sẽ tiếp tục làm những cái chuyện đó sau cái cuộc bầu cử của putin vào vào hai ba ngày nữa đó ba ngày nữa đó thì là sẽ có thêm nhiều chuyện nữa vâng xin trả lại anh hoàng bách anh vừa nhắc tới một cái liên minh nhưng mà thưa anh và thưa quý khán giả đó có lẽ là quý khán giả đó mà những người mà tới bây giờ giờ phút này mà vẫn còn ủng hộ cho ông Trump trong cộng đồng của người Việt đó ở Cali, của anh, hoặc là ở bên Hiếu Tinh của chúng tôi ví dụ như là ông chủ tịch cộng đồng ở Hiếu Tinh là ông Maga mà ông Maga là rất là trở ngại bởi vì đảng của của, của của của, Mỹ đó là hai đảng tha, tha phiên nhau là lãnh, lãnh đạo mà khi mình ủng hộ một đảng mà công khai như vậy đó mình mất đi đánh mất đi cái cái, cái cái, 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 tính trung lập của một cái, cái cộng đồng của mình rồi nó rất là khó khăn và một số đài ở bên này ví dụ như có cái radio của ông Dương Phục đó đài 900 đó là cứ ra rã nói là bầu cử dân lặng tới giờ này mà họ vẫn có nói như vậy thì anh thấy nó trở ngại không và những người mà người là cho mà rằng là mình đó, là cái người mà chống cảm nghĩa là tự hào là tôi là thế này cộng sản chấm độc tài nhưng mà đi theo một người độc tài mà sơ sơ ra vậy mà không biết là tưởng mình là là người có trí tuệ suy nghĩ rồi chê những người như là cái đài của mình, hay là anh, hay là những người mà nói lên cái sự thật thì họ là chê. Cho nên thôi, thì cái đó những người mà gọi là cái đầu mà đầu tôm thì mình không có thể nói được đâu. Mình chỉ nói tới những người mà có cái tâm làm có cái trí tuệ để mà suy nghĩ. Anh vừa nêu lên cái liên minh ở Âu Châu thì bây giờ có cái câu hỏi với anh trong những ngày vừa qua đó. Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp tức là ông Macron ông kia là không ngoại trừ khả năng quân đội của Âu Châu có mặt ở Ukraine thì sau đó nhiều người lên tiếng có nhiều người không bằng làm ví dụ ngũ giác đài cũng không đồng ý bên anh cũng không đồng ý là mình sẽ không gửi tới văn văn và văn văn thì ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy là tổng thống Zelensky đó ông nói là cái khả năng mà quân đội pháp có ở ukraine là khả năng cao khi mà báo chí hỏi ông uh, tổng thống Macron, ông có tuyên bố lỡ lời không vậy? Hay là vô tình ông nói cái điều này, ông ấy không? Tôi nói có suy nghĩ. Mà dĩ nhiên là một tổng thống mà họ nói có suy nghĩ, ngoại trừ như là ông Trump, ông nói ông suy nghĩ, không suy nghĩ thôi. Thì anh nghĩ sao về cái vấn đề mà tổng thống Pháp họ đưa ra cái vấn đề này? Và trước đó thì chúng ta biết là bãi quốc gia ở Âu Châu, kể cả Canada, họ ký hiệp ước 10 năm với Ukraine mà xâm phương chứ họ không ký đa phương xâm phương họ hỗ trợ cam kết hỗ trợ và đặc biệt là pháp trong những ngày vừa qua thì họ cam kết là họ viện trợ cho Ukraine không giới hạn xin anh cho nhận định vâng đây đó là một cái mà tôi gọi là Âu Châu thức tỉnh trước cái nguy cơ của của nga thức tỉnh nói là quân đội ngoại quốc. Tôi lấy cái một cái ví dụ để cho quý khán thính giả thấy rõ ràng. Hoa Kỳ có bao giờ nói là có quân đội ở ở bên uh, Ukraine đâu, không bao giờ có hết. Nhưng mà có CIA. Làm sao mà Ukraine bắn chúng đích được? Làm sao mà Ukraine biết được những cái tin tức sớm nhất của máy bay nga của tàu chiến nga dĩ nhiên là hoa kỳ không có tham không có quân đội nhưng mà họ tham gia một cách gián tiếp bằng cách cho tin tức cho quân đội ukraine để ukraine tại sao mà ukraine bắn máy bay rồi bắn tàu chiến bắn chìm bao nhiêu cái tàu chiến bắn chìm bao nhiêu cái máy bay trong một tuần lễ bắn hơn 10 cái máy bay thì phải có tin tức mà tin tức từ đâu tin tức là từ các những cái gọi là vệ tinh nhân tạo của Hoa Kỳ hay là của của cái là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì không có tin làm sao mà 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 bắn, bắn được thì đó chúng ta thấy là Hoa Kỳ rất là thận trọng trong cái việc mà bị nga tố là có quân đội này kia thì họ làm một cách khác đúng không mà nếu mà không có đó thì làm sao mà ukraine có thể mà hiện giờ đó quý vị thấy là họ bắn vào biết bao nhiêu nhà máy dầu của 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 nga họ cũng thì cái cái các cái mục tiêu đó, đó. chọn dĩ nhiên là người ukraine chọn nhưng mà những cái mục tiêu đó là ai đưa ra những cái tin tức ai đưa ra những cái vấn đề mà gửi máy bay nghĩa là không người lái tới đó thì để phá đó thì cũng phải có sự trợ giúp chứ không những vậy thì quý vị thấy là các nước anh pháp đức đều có hết nhưng mà có dưới một cái hình thức nghĩa là khác thôi chứ không có phải là vấn đề là gọi là là có quân đội nó cho thấy đó mỗi ngày tôi vừa nói về cái vấn đề mà Hoa Kỳ gửi 300 triệu đô la tới đó thì 300 triệu đó bây giờ họ cho những cái khí giới nó còn tốt hơn trước nữa hồi xưa họ đâu có muốn họ cho những IT CMS nhưng mà những cái hòa tiến đó là hòa tiến kiểu xưa bây giờ thì là hòa tiến là kiểu mới thì nó khác chứ mỗi lần như vậy Hoa Kỳ rất là thận trọng trong vấn đề mà tham gia vào Ukraine nhưng mà khi họ gửi cái gì tới đó thì các nước thường thường những các nước Âu Châu không có những cái tại sao Ukraine cần là tại vì những cái tin tức nội cái việc mà cho tin tức cái cái cái, cái tin tức của nghĩa là tình báo của nghĩa là <laughs> xin lỗi tình báo của 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 Hoa Kỳ đó do các cái, cái là vệ tinh nhân tạo nó nó là rất là quan trọng, không có cái đó làm sao mà đánh nhau được. Thì vì vậy đó, dù muốn dù không đó, quý vị đừng có quên đó là Nga là một cái nước số 2 trên thế giới về quân đội. <cười> <cười> Xin lỗi anh. Dạ dạ không, không. dạ anh cũng bị cảm bởi vì lớn tuổi thưa quý khán giả. Mình là à, dễ cười cảm lắm mà cảm thì đang nói liên tục như vậy thì quý khán giả thông cảm có nhiều lúc nó bị ho Và dạ, mời anh tiếp tục vâng thì vì vậy đó cái việc mà pháp đó tham gia càng ngày càng nhiều đó nó cho thấy là họ thấy cái nguy cơ của nga tới nếu mà không chặt bây giờ đó thì mai mốt lại còn khó hơn thì do đó đó quý thể thấy không đây nó là một cái thức tỉnh của Âu Châu. Hồi đầu đó quý vị đừng có quên đó, ông Macron là một người muốn liên lạc và ủng hộ rất là nhiều Tổng thống Putin. Nhưng mà sau một thời gian thì ông ta thấy là ông này là hết thuốc chữa. Mình xin lỗi nói một cái bình dân là hết thuốc chữa do đó là cái lập trường của ông ta là càng ngày càng cứng hơn. Đó, xin trả lại cho quý vị. Dạ vâng, à, mình thấy từ đó đó có thể là cái cuộc chiến này đó nó là mà hồ chương báo thức cho Âu Châu Âu Châu cứ nghĩ là sau đệ nhị thế chiến và sau chiến tranh lạnh chấm dứt năm 1991 đó, thì Âu Châu có thể không có xảy ra chiến tranh vì vậy mà họ không tăng cái ngân sách lên 2% nhưng mà bây giờ Giặc giặt đến nhà đàn bà cũng đánh mà cho nên khi mà giặt mà nó tràn vô đánh ở Ukraine đó, thì các nước Âu Châu thức tỉnh bây giờ như Ba Lan đó, không những là hai phần trăm mà họ lên tới hơn ba phần trăm và có nước Âu Châu còn gia tăng cho nên cái lời cảnh báo của ông Trump đó, nó không hợp lý bởi vì họ nghĩ là bị hòa bình thì tăng cường cái, cái ngân sách quốc phòng làm gì nhưng mà khi có rồi đó thì họ tự động họ tăng bởi vì cái đó là cái sinh tử quốc gia của họ cho nên mình không có đã động tới tự động họ tự giác họ biết cái chuyện đó nè. À, nhưng mà thư anh với Âu Châu như vậy nhưng mà ông Trump đó ông nói là nếu ông lên đó, là ông sẽ rút ra khỏi Âu Châu khỏi NATO cái điều này đó nó làm là một điều quá am mà bây giờ các nước Âu Châu họ báo động với nhau đó họ cần phải chuẩn bị để đưa ra cái kịch bản nếu Trung trở lại toàn bãi đốc thì sao các nước Âu Châu phải đối phó ra sao và nếu lúc đó, đó thì bỏ Ukraine Ukraine đương nhiên là nếu bỏ Ukraine ông đó, ông lên là có hòa bình dễ dàng thôi do cho do, do, do cho nga thì đương nhiên là hòa bình nó tới rồi. À, anh cho cái nhận xét qua cái vấn đề là cái cuộc chiến nga xâm lăng ukraine nó đánh bọn đánh thức âu châu và đánh thức luôn cả mỹ nữa. Bởi vì nếu giờ không chuẩn bị đó người ta nói là muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh thì rõ ràng là bây giờ âu châu họ chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình mà anh à, Quý vị thấy đó. Tôi nói là trong cái kịch bản mà ông Trump lên đó mà bỏ Ukraine đó chưa chắc Nga đã chiếm được Ukraine. Tại sao? Họ sẽ đánh du kích hoài hoài. Vấn đề đó là mình cũng phải hiểu cái tâm lý của người Ukraine đó. Nó khác. Nó khác Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Khác rất là nhiều. Mặc dù Ukraine cũng nói tiếng Nga cũng như người nga nói thì <laughs> hai bên là hiểu nhau hết nhưng mà họ khác rất là nhiều tại vì cái tinh thần từ 2014 khi, khi mà nga chiếm Krim thì là quý vị thấy đó người ukraine đó bây giờ họ bút bớt dùng tiếng nga họ có một có một cái tinh thần gọi là là, là, là ukraine nó mạnh hơn trước mạnh hơn rất là nhiều. Trước đây đó còn dưới thời Liên Xô đó thì Ukraine và Nga là cùng là một một Liên Xô thôi. Nhưng mà bây giờ là Ukraine là Ukraine và Nga là Nga hai cái nó khác nhau nhiều. Đó là một cái thứ hai nữa. Đó, khi quý vị đi qua mà thấy những cái khu vực mà bị nghĩa là tàn phá đổ nát vì chiến tranh. Tại sao? Vì họ đứng xa họ bắn vào nhiều cái khu của nghĩa là Uh, thành phố Odessa cũng bị phá vậy thành ra chúng ta thấy những cái tàn phá nó do chiến tranh nó rất là nhiều mà quý vị thấy đó lẽ dĩ nhiên là khi mà đánh nhau đó thì là nhà máy không chạy tất cả những cái gì là gặp khó khăn hết nhưng mà người Ukraine quý vị, quý vị thấy không khi mà quốc hội Hoa Kỳ kéo dài cái viện trợ mà không được tiếp tế cho ukraine thì ukraine vẫn chiến đấu chứ họ đâu có có, có bỏ đâu do mà ukraine họ lại tìm thêm cái viện trợ của các nước âu châu nữa thì tôi thấy đó không phải là nói là ông trump vào đó mà chiến tranh đứng lại đâu ông, ông trump có bỏ thì bỏ ukraine vẫn là ukraine và ukraine tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục chiến đấu thôi đó là một cái chuyện đầu tiên cái thứ hai nữa nó cho thấy cái việc cấp bách lo đi bỏ phiếu đi bỏ phiếu để chọn cái người cho nó đúng chứ đừng có mình đừng có quên nó nó không có phải là mình cứ thấy người ta nói như vậy là mình chấp nhận đâu tranh đấu bằng cách nào bằng cái lá phiếu chúng ta vì vậy chúng ta càng thấy là phải bây giờ nó rõ lắm những cái chuyện mà ông ta tôi lấy cái ví dụ sáng nay quốc hội hoa kỳ sáng sớm quốc hội hoa kỳ đã ra cái luật bỏ tiktok trước đây đó tại sao bỏ tiktok tại vì nó dính tới trung quốc trước đây đó là ông trung đó cũng chống lại cái vấn đề tiktok nhưng mà khi các cái người mà gọi là có tiền các cái tỷ phú các cái tử phú Hoa Kỳ đó tới gặp ông Trump về vấn đề này đó thì ông ta đổi lập trường ngay lập tức thì quý vị thấy một cái người mà có thể làm lãnh đạo có thể ra ra tranh cử vào 2024 nhưng mà ông ta thay đổi lập trường như là 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 diều bay đó thì nghĩa là làm sao mà có thể tin tưởng được cái gì có lợi cho ông ta thì ông ta làm tại sao mà tự nhiên chống tiktok thì bây giờ lại vì mấy cái ông mà gọi tỷ phú tới gặp ông ta là ông ta lại đổi quý vị thấy đó mình càng thấy càng lâu càng thấy là bây giờ đó không có thể nào mình dùng cái lá phiếu một cách là không có suy nghĩ được càng càng thấy như vậy nghĩa là có hai mặt trận bây giờ cũng vậy có một cái mặt trận là là là, là là về vấn đề quốc phòng nhưng mà nó có cái mặt trận về chính trị vì chính trị chúng ta có thể đóng góp được Vâng, trả lại cho anh Dạ vâng, cũng xin nói thêm đó là cái năm ngàn, à, à, vào năm 2020 thì ông Trâm đó, ông cho rằng cái công ty TikTok nó phải bắn lại bởi vì nó dính dáng tới công ty mẹ là ở Trung Quốc, tức là công ty ByteDance, công ty này là công ty mẹ. Ông nói là vấn đề TikTok mà ở đây đó, thì nó gây nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ. Và cách đây hai tuần thì quốc hội của Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái dư luật mà dư luật này có tính cách lưỡng đảng mà như anh Quân vừa nói đó, mới vừa được thăm qua đó thì họ nói là bây giờ tí tóc mà muốn hoạt động ở đây đó là phải đoạn đoạn tuyệt với công ty mẹ thì họ họ mới yên tâm được còn không thì à, nó thu lượm những cái tin tức của Hoa Kỳ và tổng thống Joe Biden nói là nếu mà ký ở bên quốc hội mà thông qua được đó gửi tới bàn ẩm là ông ký ngay lập tức cái điều đó chứng tỏ là mọi người đều thấy là tiktok nó không nguy hiểm nhưng mà ông Trump đó thì thưa anh và thưa quý khán giả đó, thì ông thấy là có lợi bởi vì cái ông mà gọi là ông Jeff, Jeff là ông này là một tỷ phú mà có 15% căn trong công ty tiktok thì khi mà tới Malago thì ông hứa hẹn như thế nào không biết và ông cũng làm áp lực đó thì ông trâm quay xoa chiều liền nó là tiktok nếu mà nếu mà bỏ tiktok tóc thì các trẻ em nó điên lên được à, tiktok nó rất là thích vân vân và vân vân thì thưa quý vị một người mà chỉ biết quyền lợi của mình mà không nghĩ tới quyền lợi quốc gia thì cái câu hỏi đặt ra quý vị nghĩ sao vậy quý vị bây giờ có cái công ty mà họ đi đầu tư ví dụ như quý vị đi đầu tư đi mua một cái business nào đó quý vị thấy lời thì quý vị mới mua chứ quý vị thấy nó lỗ mà quý vị mua không đó là cái người doanh nhân giỏi doanh nhân mà có ập đầu tư đó họ nhìn cái cơ sở đó họ biết lời hay lỗ mình bây giờ đầu tư vô cái lỗ mà mình để đầu tư là cái doanh nhân nó dốc rồi bây giờ quý vị đi bỏ phiếu hay ca tụng một cái người mà trên thế giới này họ chê nó nguy hiểm quá thì quý vị tự đặt câu hỏi tại sao cả thế giới họ chê mà mình lại cho người đó làm gọi là là đại diện cho chúa xuống ở dưới đất này để mà cai trị không quý vị phải đặt câu hỏi đó anh không biết anh quân nghĩ sao nếu mà một doanh nhân mà họ giỏi một cái nhà trí thức giỏi thì họ phải đầu tư cái gì họ thành công cho anh đầu tư mà cái mà cả thế giới họ chê ví dụ như là tôi khăn ông ông trâm giỏi lắm nhưng mà năm 2020 ông thua thì cái đó là cái người thất bại rồi nếu một người mà một người là cựu tổng thống rồi mà bây giờ gọi là tới 94 cái cáo trạng hình sự rồi tiền phạt ở New York lên tới nửa tỷ rồi tiền của bà Rinkero đó gần tới 91 triệu thì cái danh ân cái người đó là cái người thua cuộc chứ đâu phải là người thắng cuộc mà mình đi hỗ trợ cái người thua cuộc đó thì quý vị đặt lại cái câu hỏi là cái đầu của quý vị Something John do thôi thôi Tôi, tôi thì thấy tôi thì thấy hơi khác một tí hơi khác một tí tư thôi chúng ta ở tại hoa kỳ những cái người mà muốn khùng hay muốn họ có quyền tự do vẫn là khùng đúng không không có ai mà bắt buộc như là các cái xứ cộng sản xứ cộng sản chỉ có một cách suy nghĩ thôi nhưng mà nếu mà quý vị mà nghe mà làm bậy đó thì quý vị có thể vào tù hay quý vị vào nhà thương điên ở bên hoa kỳ là không có cấm quý vị vào nhà thương điên thì những cái người nào mà chọn như vậy thì họ có quyền không không chúng ta đừng quên đó chúng ta là ở hoa kỳ anh, anh 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 hoàng bách nói đó là nói về tư tưởng chúng ta suy nghĩ một cách đứng đắn nhưng mà có những người khùng thì bây giờ làm sao bây giờ thì không ai bắt buộc họ được nếu là họ muốn cùng thì đối với tôi đó nhưng mà thế vậy bao giờ cũng vậy cái lý trí cái cách chúng ta suy nghĩ cái đầu tiên đó, chọn người dựa trên đạo đức cái thứ hai chọn người trên cái chính sách họ làm việc tới bây giờ quý vị thấy cái người mà họ nói là nếu mà tôi đắc cử đó, tôi sẽ bớt social security, tôi sẽ bớt Medicare, thì quý vị đang ngồi trên cái cành đó người ta cắt thì, thì quý vị mà muốn té hay sao? thì đó bây giờ có những người họ khùng thì bây giờ làm sao bây giờ? anh thấy không? thì đó thì họ sẽ thấy thôi. ông ta nói trước chứ không phải ông ta không nói đâu, đúng không? thì quý vị để cái đó trên cái cân mà chúng ta cân bên nào chúng bên nào lợi cái gì có 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 lợi và cái gì có hại thì quý vị chọn dựa trên những cái tiêu chuẩn mà chúng ta thấy phải có chương trình làm việc chương trình làm việc của ông Trung đó là bớt thế cho người giàu và từ đó là trích tuần đào nghĩa là kinh tế đi từ trên xuống dưới người ta được ăn bánh thì mình được ăn những cái gì còn lại đó nó là cái vấn đề gọi là chính sách kinh tế trickle down đúng không nghĩa là từ trên giới chứ chúng ta ở hoa kỳ đó chúng ta là người tị nạn cộng sản mà đi với một cái người mà họ chuyên môn làm việc mà nói chuyện nói thì nhiều nhưng mà làm được tới đâu bây giờ thì có bốn năm ông ta rồi thì ông ta làm cái gì Đúng không? Về kinh tế thì nghĩa là thâm hụt ngân sách, về vấn đề chính trị thì nghĩa là đi chơi với Putin thì có, có quý vị thấy. Như vậy thì anh Hoàng Bách có nói tới đâu thì nói nhưng mà cái người khùng đó thì mình không có thể nói được. Người ta nghĩ là người ta trúng. Anh thấy không? Thì ở đây đó tôi chỉ nói là chúng ta không phải là chúng ta là người chỉ ở bên Hoa Kỳ chúng ta là người thụ động mà chúng ta vẫn có thể tham gia vào được tham gia bằng cách nào bằng cách lá phiếu của chúng ta thành chúng ta vẫn tham gia được và cái kết kết quả của cuộc đấu vào 2024 nó sẽ cho thấy là ông ta thắng hay ông ta thua thì chỗ này là chúng ta phải làm việc thôi đúng không? Đúng. Cảm, cảm ơn anh quân rất là nhiều nhưng mà thưa quý vị bởi vì cái năm nay là cái năm bầu cử luật sư nguyễn đó. nguyên cũng như là quý anh chị mà à, hỗ trợ cho chương trình của người việt channel đó là họ muốn chuyển tải những cái thông tin mà mong rằng quý khán thính giả đó tới giờ này nếu mà lỡ trước đây mình có cái suy nghĩ là ông trump đó là mình thích đó, thì bây giờ cũng cần phải thay đổi, thay đổi nó rất là rõ ràng. Bởi vì cái trí tuệ người ta đánh giá con người qua cái trí tuệ chứ không phải đánh giá qua con người qua cái ô tôi học bằng cấp này như là hoàng đức nhã như là ví dụ như giờ chúng tôi xin nói thêm như nguyễn Lý tưởng đó, là trước đây là đại việt quốc dân đảng là cựu dân biểu Đoan ở bên anh đó, trần phong vũ là một cái người mà đã làm uh, truyền thông từ ở việt nam hoặc là một số như ở đây như dương phục đây là nó tôi là làm truyền thông từ cái thời gọi là ở việt nam cộng hòa qua bên này nhưng mà bây giờ còn đi phò trâm để cho cái đài tuyên truyền những cái điều đó, đó nó rất, là nguy hiểm bởi vì ai cũng nói bây giờ nếu mà quý vị có có dở đi nữa quý vị vô cái trong các cái đài mà ở âu châu các nhà lãnh đạo ở âu châu họ đều lên tiếng là họ báo động là ông Trump trở lại là một sự nguy khổ không không đâu mà chính những người lãnh đạo của đảng cộng hòa họ nói là thảm họa nếu ông Trump trở lại là một thảm họa cho nước Mỹ chứ không phải cho con mình mà nếu quý vị ủng hộ ông Trump là quý vị có con cháu là quý vị tương lai của con cháu một người kỳ thị mà quý vị có thể hỗ trợ cho có người kỳ thị sao mà nếu không có kỳ thị đi nữa đó không có chính trị bỏ chính trị đi quý vị đang hưởng những cái quy chế về Obama khe về y tế về uh, housing về những nhà mà chúng tôi nghĩ là hầu hết những anh em mà đi sau ho đó mà lớn tuổi qua bên này đều ở cali hoặc là ở một số quốc gia đều hưởng cái trợ cấp mà của dân chủ mặc dù cái thuế này không phải là thuế của dân chủ nhưng mà họ nâng đỡ cho những người thành phần gọi là không có cái cơ hội may mắn để vươn lên còn họ đánh thuế người giàu để mà bù vào cái những cái lỗ hỏng này chứ không phải là ông biden ông nhắc là những người trên bốn ở dưới bốn trăm ngàn không có lắm tốn một đồng thuế nào thêm mấy chỉ trên bốn trăm ngàn mà thôi bây giờ trở lại mà một cái vấn đề mà bây giờ đó à, quý vị nhìn đây rồi quý vị sẽ thấy từ ngày mà ông trâm ông lên đó ông thay đổi cái loạn cộng hòa đầu tiên là ông đưa bà à, mắt đã vào chủ tịch ông thích ông đưa vào bảy năm được bây giờ cũng chính Ông ông nói, cô này làm không được bây giờ nên từ chức rồi cuối cùng của từ chức ông đưa hai người, một người là con dâu và một người nữa là ông Michael Wadley, là một người cũng tay chân của ông nữa và ông gửi ông đưa một cái người mà đang vận động tranh cử cho ông làm chánh văn phòng của đảng cộng hòa. họ mới vừa tiếp nhận ngày hôm qua thôi, ngày 11, ngày bữa nay 13 tiếp nhận cách đây hai ngày thì họ vào mới vừa tiếp nhận đó họ đã sa thải tất cả là trên sáu người để họ ổn định lại cái tổ chức cái mục đích của họ gì thì mời anh quân để mà đi vào chi tiết là ông tại sao ông trump ông biến cái đảng cộng hòa nó trở thành một cái công ty của donald trump mà cái công ty này dưới cái sự điều hành của của công ty tức là thân nhân của ông ấy, những người trong gia đình của ông ấy. tại sao như vậy biến một cái tổ chức chính trị lâu đời mà ông mới vào đó thì cái băng tổ chức đó mà cô con dâu đó là cô uh, lara trump đó cũng đâu có kinh nghiệm chiến, uh, ở trong chính trị đâu không hề biết gì hết. khi mà lấy con của ông ông Trâm là Eric Trâm đó thì cô đây mới được bố chồng nâng lên à bây giờ mới đưa vào chính trị mà đồng chủ tịch của đảng cộng hòa mời anh tôi thì tôi không muốn nói nhiều về cái chuyện này tại vì rõ ràng đây là một cái chính sách mà Việt Nam mình cũng đã thừa hiểu gọi là gia đình trị chính sách gia đình trị nó không có phải là những cái việc mà nó không dưới trái đất này đó thì biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu chuyện thì ở đây đó quý vị thấy là những cái người này đó tôi đã dùng cái chữ này và tôi nhắc lại quý vị đây là những cái gia nô của ông Trump, những người này là nghĩa là chân tay trong gia đình của nghĩa là Donald Trump thì quý vị thấy là cái chuyện mà trong tương lai vào cái cuộc bầu cử này đó thì cái người này đó những người này họ chỉ biết một đường lối thôi đường lối là ủng hộ ông Trung thôi nhưng mà chúng hay là chặt thì họ cũng ủng hộ thôi vì vậy đó tôi nghĩ là những cái người mà đi bỏ phiếu đó không phải là những người là dốt đâu những cái người đó không phải là những người không hiểu biết đâu họ khi họ dùng những cái người nô làm trong cái này đó họ coi thường những cái người đi bầu và khi coi thường những người đi bầu đó thì quý vị biết là kết quả nó sẽ khác hẳn với cái ý họ muốn, họ muốn dùng những cái người trong gia đình những người này đó để đi vào một hướng mà thôi. Nghĩa là mình mình không nói nhưng mà họ muốn chi phối tất cả Đảng Cộng hòa như mình càng chi phối nhiều chừng nào đó tôi đánh giá sẽ thua mà thôi vâng xin trả lại cho anh Hoàng uh, Bách về cái chuyện này thứ nhất là, là ông Trâm mồng vào đó cái đảng cộng hòa trở thành cái công ty của ông đó là thứ nhất là để thu tiền bạc bởi vì anh biết cái mục tiêu của đảng đó, đảng cộng hòa hoặc đảng dân chủ cũng vậy thôi là cái chính sách của họ họ lập cái đảng đó để gây quỹ và tài trợ cho tổng thống cũng như là tất cả các dân biểu thượng nghị sẽ ra ứng cử cái mục đích của họ là tà trợ để cho cái ghế của đảng cộng hòa hoặc cái ghế dân chủ cho nó vững cho nên họ tìm cách để họ gây quỹ mà người gây quỹ trong đảng cộng hòa giỏi đó, đó là ông mắt ông là cái người ông gây quỹ rất là nhiều và ông tài trợ cho các cái dân biểu hỗ trợ cho các dân biểu thì bây giờ bên đảng cộng hòa những cái người như thế này đó thì không cách chi gây quỹ được hết bởi vì sao gây quỹ là phải quen biết với các đại công ty và kêu gọi họ hỗ trợ à bây giờ đấy thì một số ví dụ như cái gia đình cốc đó bây giờ trước đây đó là họ không hỗ trợ ông trump họ quay qua hỗ trợ ông ron sân rồi sau đó hỗ trợ cho bà nikki haley thì bây giờ không biết là họ có hỗ trợ học tới giờ này họ chưa tuyên bố nhưng mà rõ ràng là ông trump muốn vào đây để lấy hết cái số tiền mà hỗ trợ để mà chạy đua bởi vì tiền mà chạy đua vào tòa bạch ốc là ít nhất là gần một tỷ đô la cho mỗi ứng cử viên chứ không ít anh quân cho nên muốn có cái số tiền đó đó không phải đơn giản mà ông Trump đang đối diện với nhiều vấn đề ví dụ như là ở New York đó và ngày 25 tháng 3 này ông còn ra tòa án hình sự ở New York đó nó đang đối diện với nhiều vấn đề và cả cái hình sự lẫn cái vấn đề tiền bạc nữa thưa anh Quân cho nên mục đích của ông đưa người vào để mà khuyên loát biến ở đảng cộng hòa nó thành một cái công ty của ông Trump và ông có kiểm soát dễ dàng đó là cái nhìn của tôi còn anh nghĩ sao về vấn đề đó Tôi thì tôi anh anh nghĩ sao thì tự, người nào có trí óc suy nghĩ một tí tí thì cũng cũng nghĩ như vậy thôi. <laughs> anh hỏi tôi. À. Tôi nghĩ những những cái chuyện này nó là họ muốn làm cái này có một cái nó khác biệt trong cái suy nghĩ của anh đó là thế vậy. Thường thường các đảng họ ra đó để họ gây quỹ, gây quỹ để ủng hộ cái lập trường chính trị của họ ủng hộ một ông tổng thống để có một cái lập trường chính trị nó rõ ràng. Ví dụ hiện giờ là tổng thống và cũng là ứng cử viên Biden đó là họ muốn giúp những cái người nghĩa là thấp bé ít nói được không phải là tỷ phú thì họ muốn có những chính sách xã hội để giúp những người này. Còn ngược lại phía cộng hòa thì họ muốn giúp cho những cái người mà tỷ phú giàu thêm họ nên cái là né được cái gì thì họ làm cái đó nhưng mà ở chỗ này đó nó còn cái khác biệt là vì ông trung bị nhiều vụ kiện quá thì họ muốn lấy cái tiền mà của những cái người đóng góp vào để trả tiền cho các cái vụ kiện của ông trung cái chuyện này là không có được, hai cái chuyện nó phải khác nhau một bên á là họ dùng cái tiền để ủng hộ cái chính sách và cái lập trường của đảng cộng hòa hay của đảng dân chủ chứ không phải là để trả tiền cho vấn đề mà trả nợ về các cái vấn đề mà vụ kiện của ông trump đâu thì ở đây đó rõ ràng quý vị biết đó là tại sao ông Trung đưa cô Trung vào trong đó để họ muốn tóm cái tiền mà của dân chúng đóng góp vào để có thể sử dụng vào để có thể sử dụng vào được những cái vụ cá nhân của ông Trung và cái chuyện này là không chấp nhận được chúng ta ở trong một cái xứ Hoa Kỳ thì cái những cái tiền đóng góp này là cái tiền để ủng hộ một cái lập trường một cái lập trường của đảng cộng hòa hay là của đảng dân chủ cái lập trường này thì nó phải rõ ràng thì vì vậy đó tôi thấy đó tôi phải nói thêm cái này để cho khán thính giả hiểu hơn về cái vấn đề mà tại sao họ đưa những cái người nhà của họ vào để nghĩa là kiểm soát cái nghĩa là số tiền đóng góp của cái uh, là bên cộng hòa hay bên dân chủ vâng xin trả lại cho anh bây giờ khi nãy đó anh quân có nhắc tới cái vấn đề là ông Trump mới đây có phát biểu về vấn đề là cái ngăn sách trong tương lai cái ngân sách của xã hội đó thì ông có nói là nếu mà thiếu hụt ngăn sách thì chỉ là cắt trợ cấp xã hội và an sinh xã hội y tế cũng như là nâng cái tuổi về hưu lên mặc dù cái tuổi về hưu đó ông chưa nói là nâng lên bao nhiêu nhưng mà sau khi đó Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tại đây là cái vấn đề của là nhạy cảm đối với những người cao niên. Thưa anh Quân và thưa quý khán giả, quý vị biết là 65 tuổi, 67 tuổi là về hưu rồi. Mà bây giờ tuổi thọ nó lại gia tăng. Và người mà khi động tới, mà cái thành phần này là cái thành phần đi bỏ phiếu nhiều nhất, siêu nhất. Còn vẫn trẻ thì nó nó lười biến. Có thể đi không đi, chứ con giới mà cao niên họ xuyên lắm thì tại sao ông tâm ông lại đục vào cái vấn đề sinh tử của những người cao niên? Ông nói là sẽ cắt trợ cấp, các uh, an sinh xã hội và đồng thời là nâng cái tuổi về 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 hưu. thì cái điều này đó là ông nói lỡ lời hay là đây ông cố tình bởi vì khi người dẫn chương trình uh, nêu lên câu hỏi này thì có lẽ ông cũng ông nói cái điều gì ông suy nghĩ chân làm ông nói ra ông nói là ô phải, phải cắt an sinh xã hội thôi vân vân. Trong khi đó thì ông Joe Biden đây là cái cơ hội bằng vàng bởi vì cái đây là cái quyết mạch cái sinh tử của những người cao niên mà họ đang sống là họ nhờ những cái tiền này họ là mà bây giờ nó là sẽ cắt đi à, sẽ cắt trợ cấp y tế cái này cái kia đó thì tại sao ông Trump ông 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 lại vấp vào cái điểm mà gọi là rất là tế nhị rất là nhạy cảm đối với những người cao niên thưa anh tôi thấy cái này đó phải có cái lập trường và cái này nó cho thấy cái lập trường của ông ta đó một người tỷ phú đó họ đâu cần an ninh xã hội vì họ đóng góp rồi họ không có lo về cái đó thì ông Trung là cái người vì vậy tôi mới nói là cái chính sách mình phải coi cái chính sách của người ta là cái gì một bên đó thì muốn bớt cái tiền mà mua thuốc đó cái tiền thuốc giảm cái tiền thuốc còn một bên đó thì ủng hộ những cái người mà làm thuốc làm thuốc thì nghĩa là tha hồ tăng tăng giá thì quý vị thấy có bao giờ một nước mà cái tiền thuốc ở bên Hoa Kỳ nó mắc cấp 3 tiền thuốc ở bên Canada hay là bên Nhật Bản tất cả những cái tiền mua thuốc ở bên Canada hay Nhật Bản đó, Mặc dù là tiền thuốc ở bên Canada cũng là của hãng Hoa Kỳ. Nhưng mà hãng Hoa Kỳ bán qua Canada đó thì tự nhiên là chính phủ Canada nó có cái luật nó kiểm soát giá cả tại Canada. Do đó đó người ta mua thuốc ở Canada cũng là thuốc Hoa Kỳ nhưng mà nó rẻ gấp 3 lần thuốc tại Hoa Kỳ. Thì lẽ dĩ nhiên quý vị thấy cái lập trường đó, hai bên nó rõ ràng. Lập trường của Joe Biden là làm sao hạ cái thuốc xuống hạ giá thuốc xuống trong khi mồm lập trường của ông 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 ông, 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 ông trung đó thì nghĩa là ủng hộ những người chủ của những cái hãng làm thuốc thì ở đây đó quý vị thấy nó rõ ràng quá nhưng mà nghĩa là tôi vì vậy đó anh anh anh, anh hoàng Bác nói thì tôi nói đó phải so sánh cái lập trường của hai bên đảng của hai đảng họ làm cái gì thì chúng ta dựa trên cái đó và chúng ta đánh giá và chúng ta dùng cái lá phiếu của chúng ta để giải quyết cái việc này vâng chúng vâng trả lại. À, à, thưa quý khán giả đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình Sự à, sự trình bày về cái quan điểm của uh, của hai ứng cử viên bây giờ thì ngày hôm nay coi như là ông Trump và lẫn ông Biden là chính thức của hai đảng đủ cái số tốt số để mà trở thành uh, cái người ứng cử rồi thì có lẽ trong những ngày tới thì quý vị sẽ thấy những cái bài sắc phạt của hai bên nhưng mà chúng tôi mong ước là chúng tôi chuyển tải những thông tin mà đứng đắn đàng hoàng trung thực quý vị có thể kiểm chứng được để quý vị thấy là cần phải chọn lựa cái lá phiếu của mình đây là cái vấn đề sinh tử mình bỏ phiếu không bởi vì mình cảm hứng hay là mình chủ quan mình thích người nào đó tôi có một bạn đó ông cũng là việt nam thăm tấn xã trước đây đó cũng giám đốc đó ông đâu tôi thấy cái tướng đi của ông Trầm ngon quá thành đủ thích ông thôi à nếu là họ không thích chính sách họ không nói gì hết họ thích cái, cái, cử chỉ vậy cho nên kể cả hoàng lực nhã nguyễn lý tưởng đồ mình thấy đó là đất nước mình đó, nó không mai đã không may rồi mà những người lãnh đạo như vậy đó thì đưa tới đất nước từ chết tới bị thương là phải rồi cho nên ngày hôm nay qua mỹ rồi đó mình hy vọng là những bạn trẻ và những người mà có suy nghĩ đó cần phải cân nhắc mình để lên bằng căn mình biết liền để bằng căn mà biết một người kỳ thị vậy mà quý vị đi ủng hộ thì chúng tôi cũng là uh, hết thuốc chữa rồi đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và cũng xin nhắc nhở quý vị hỗ trợ bằng cách là ghi danh xe và chia sẻ chương trình với bạn bè và thân hữu xin kính chào mời anh quân Bác, trước khi và chào quý vị đó thì tôi mong là quý vị tiếp tục theo dõi những cái chương trình của người Việt Channel tại vì càng ngày càng chúng tôi hay là chúng ta sẽ càng phân tích nhiều hơn các cái chính sách của hai đảng nó khác nhau ở chỗ nào và chúng ta nghĩa là do cái phân tích đó chúng ta sẽ đánh giá được cái lập trường của hai đảng và chúng ta sẽ dùng cái lá phiếu của chúng ta tùy theo cái đó vâng Xin, à, xin chào. Lại. chào. À, cảm Má ơn xin anh em. Quân và xin kính chào quý khán giả.